sự tự tin, sự tử tế, cũng như là rất nhiều cái kỹ năng khác, chúng ta có thể huấn luyện nó từ những điều rất là nhỏ nhặt, chứ không cần phải đợi một cơ hội để làm một cái gì đấy thật là to tát. Khoảng hơn chục năm trước, có một lần khi mà tôi lên tàu ở ga Đồng Hới, Quảng Bình, lúc đấy không hiểu sao người ta lại đóng cái cửa ga lại, và mọi người là cứ thế dồn ứ ở ngoài cửa ga. Mà chắc mọi người cũng biết là với cái tính tình của người Việt Nam mình lúc đó thì cứ mọi người cứ thế là dồn cục nhau về phía ga thôi. Những người mà đứng ở bên trong sát hàng rào gần cửa ga thì sẽ bị dồn ép đến nghẹt thở. Và nhân viên nhà ga thì không có thông báo hay là làm cái gì để mà giữ trật tự cho cái đám đông ấy cả. Tôi cũng là một người đứng ở gần cửa ga cũng đang bị dồn ép trong đấy. Thì lúc đấy thì tình cờ tôi mới nghe mấy cái người nước ngoài họ đi du lịch gọi là Tây Ba Lô ạ. À. Họ nói chuyện với nhau là tàu đang bị tới chậm. Tôi mới hỏi họ là sao các anh biết điều đấy? Các anh có chắc chắn về điều đấy không? Thì họ bảo họ chắc, cái này là họ đã hỏi và nhân viên nhà ga đã nói cho họ biết. Bây giờ mình cũng có thắc mắc là tại sao nhân viên nhà ga chỉ nói cho những ai hỏi mà không thông báo rộng rãi ra, đúng không? Là thôi cái chuyện đấy bỏ qua. Đấy, lúc đấy mình mới quay lại, mình mới nói với lại tất cả cái đám đông ở phía đằng sau mình ấy là tàu nó tới chậm một tí thôi, xin bà con hãy kiên nhẫn chờ đợi, đừng có xô đẩy nhau, tàu tới thì tất cả chúng ta đều được vào cả. Nhưng mà một câu nói đấy của mình thôi, nhưng mà tất cả mọi người dừng lại, không chen lấn xô đẩy gì nữa, mọi người có vẻ là rất là thoải mái để ngồi chờ. Đương nhiên là sau đấy thì khi mà tàu tới thì tất cả đều được lên tàu. Thực sự đấy là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt đối với mình ở thời điểm đấy. Mình vốn là một cái người rất là tự ti, ngại nói chuyện với người khác, ngại nói với đám đông và ngại nói những cái điều mà có vẻ như là tử tế. Đấy là lần đầu tiên mà mình chủ động bắt chuyện với lại người nước ngoài, lần đầu tiên mà mình chủ động quay lại mình nói chuyện với đám đông, và cũng là lần đầu tiên mà có lẽ mình không cảm thấy ngượng ngùng khi mà làm một điều gì đấy, nói một điều gì đấy như là tử tế. Và gọi là quan trọng nhất là lần đầu tiên mình cảm nhận được một cái điều rất là nhỏ nhoi, đơn giản, làm ra thì nó rất là có ích nhưng mà lại không ai làm cả. Và mình đã dũng cảm mình làm cái điều đấy. Thế mà thực sự là từ cái thời điểm đấy ấy, thì nó cho mình một cái dũng khí để làm từ những cái điều nhỏ nhất, nghĩa là nó tử tế, nó có ích cho mọi người. Trước đây thì mình ngại ngùng, mình không dám biểu hiện, không dám làm cái gì ra bên ngoài cả. Mình luôn luôn chờ đợi để một ngày nào đó mình sẽ làm được một điều gì đấy to tát. Nhưng mà ở thời điểm đấy thì mình bắt đầu chuyển hướng, mình làm bất kỳ một điều gì đấy nhỏ nhặt, miễn là nó có ích. Và những cái điều đấy nó tích lũy lại thì nó mới rèn luyện cho mình cái thói quen để làm việc tốt, thói quen để có ích cho người khác.